phát hiện 42 thi thể di dân trong xe đầu kéo ở Mỹ. Một xe đầu kéo với hơn 40 thi thể di dân bên trong được phát hiện bỏ hoang ở ngoại ô thành phố San Antonio, bang Texas của Mỹ. Reuters dẫn thông tin truyền thông địa phương ngày 27 tháng 6 cho biết chiếc xe đầu kéo được phát hiện gần một đường sắt ở khu vực hẻo lánh, ngoại ô thành phố San Antonio của Texas. Ít nhất 42 thi thể được tìm thấy bên trong và xung quanh chiếc xe, trong khi 16 người khác sống sót được đưa tới bệnh viện. Khu vực tìm thấy chiếc xe gần nơi các nhóm buôn người thường trả người di cư, cách biên giới Mexico khoảng 250 km. Nhiệt độ ở San Antonio vào hôm phát hiện chiếc xe với nhiều thi thể lên tới 39,4 độ C, độ ẩm cao. Cảnh sát địa phương chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết về vụ việc, danh tính các nạn nhân cũng chưa được xác định. Tài xế của chiếc xe đầu kéo đã chạy khỏi hiện trường. Trong khi đó, Thống đốc Texas Greg Abbott cho rằng đây có thể là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất trong số các vụ buôn người gần đây dọc biên giới Mỹ-Mexico. Những tháng gần đây, số người di cư qua biên giới Mỹ-Mexico tăng kỷ lục. Nhiều người cho rằng đây là hậu quả của những chính sách nhập cư. Hồi tháng 7 năm 2017, 10 người di cư cũng tử vong khi tìm cách nhập cư trái phép vào Mỹ trên một chiếc xe đầu kéo. Tài xế của chiếc xe sau đó đã bị kết án tù chung thân do có liên quan đến hoạt động buôn người.